Google ra mắt nền tảng stream game Stadia, đối thủ cạnh tranh đáng gờm của PS4 và Xbox. Google vừa chính thức công bố kế hoạch ra mắt nền tảng stream game mang tên là Stadia, cung cấp game theo cầu qua nền tảng điện thoại đám mây với những tính năng cải tiến tuyệt vời. Và Google Stadia hứa hẹn sẽ mang tới cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp game trị giá 140 tỷ đô. Google Stadia dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay, cho phép người dùng stream game khắp các thiết bị một cách dễ dàng. Google phát triển nền tảng này nhằm mục tiêu giúp cho người dùng chơi, theo dõi và phát triển game trên cùng một nền tảng. Ví dụ, bạn có thể xem Assassin's Creed Odyssey trên YouTube rồi bắt đầu chơi ngay chỉ khoảng 5 giây sau đó thông qua video đang stream, cập nhật game, bản và lỗi, yêu cầu hệ thống không phải là vấn đề người dùng cần quan tâm khi sử dụng Stadia, bởi game sẽ được chạy trên server riêng của Google chứ không phải một thiết bị cục bộ của người dùng. Với Google Stadia, người dùng có thể chơi game trên Chromebook, smartphone, tablet hay là TV, và nền tảng này có khả năng tương thích với bàn phím và các thiết bị input khác. Tuy nhiên, thì Google cũng phát triển hệ điều hành riêng dành cho Stadia. Bộ điều khiển của Stadia trình diễn ở GDC có tất cả là 3 màu khác nhau. Nó kết nối với server của Google thông qua Wi-Fi và nhận diện màn hình của người dùng muốn chơi. Ngoài đầu vào theo quy chuẩn, thì bộ điều khiển này còn có 2 nút bấm đặc biệt. Một sẽ cho phép người dùng quay lại lối chơi và chia sẻ nó trên YouTube. Nút còn lại là Google Assistant, cho phép người dùng truy cập micro tích hợp trong điều khiển để nhận lời khuyên về cách chơi từ trợ lý ảo của Google. Công nghệ stream đằng sau Google Stadia rất giống với công nghệ thử nghiệm là Project Steam vào năm ngoái, khi mà Google hợp tác với Ubisoft để stream Assassin's Creed Odyssey miễn phí thông qua trình duyệt Chrome, và công ty này cũng có nhiều bước cải tiến trong ngành công nghiệp game. Dự kiến thì Stadia sẽ được ra mắt vào cuối năm nay, phát hành trước ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và hầu hết các nước châu Âu. Hiện tại thì Google vẫn chưa công khai thông tin về mức giá cho dịch vụ và bộ điều khiển của nó, nhưng hứa hẹn sẽ hé lộ nhiều điều hơn về nền tảng stream game tuyệt vời này vào mùa hè năm sau, bao gồm các trò chơi có sẵn và nhiều bất ngờ thú vị khác.